Rồi em thử chỗ này luôn. Thì cái nắp chóp này mình đóng thẳng trực tiếp bên cây luôn, mình chỉ cạo cho cái ra cái lớp da chết thôi đó, chứ không có cạo quá sâu nha. Em lúc luôn cái đó, lúc đi cái đó đang có về cái đó nó em cái đóng lúc thừa đâu, đóng lúc không sao đó. Tại vì cái này nó có cái lỗ lớn á, thì khi mà nó có rịn mũ ra thì lập tức là nó sẽ bị khô lại chứ nó không có bị chảy dai. Rồi ok. Đó. Đó thì khi cái này cái thao tác là cái túi nhúng này một tháng mình chỉ bơm khí tầm khoảng 2 lần, thì lần đầu là mình đã dời nắp chóp rồi, thì lần sau á mình bơm mình chỉ cần rút ra thôi và mình rút vô trong đây. Quay luôn bơm khí thì sau đây là cái thao tác mà bơm khí. Cái này dặn ốp xếp rồi này không? Rồi đó, rồi thả luôn. Nó bằng á cho nó hơi nghiêng thôi. Em bỏ ra nó bằng. Đó, và mình bơm xong đó là mình cắm vô. Thao tác rất là nhanh chóng. Và sau đó anh và sau đó chẳng hạn như 15 ngày sau mình tháo cái này ra và mình bơm khí lại. Rồi em tháo ra. Để tay giữ đây, tại Thảo nhấn mạnh quá. Mình nhấn vừa vừa thôi, không cần nhấn mạnh như vậy. Rồi anh đẩy cái này vô cây, anh cầm nè, anh cầm này mình một tay mình giữ cái đầu, một tay mình cầm này mình nhấn vô là nó dễ thao tác cho mình. Rồi anh bỏ cái đó ra rồi nhẹ thả ra đó, rồi sau đó rút ra cắm lại đó. Thao tác rất là nhanh tại vì không có cái thao tác mà đóng mở cái nút bít đó, nên mình làm khá là lẹ. Mỗi lần mình lấy xài tí. Cái dây mình cong là vậy ha. Cái tay trái mình á. Đưa cái đi ha. Tay trái mình cong là như nè. À, cái mình nào mình ép ra. Cái vô cái bút thôi ha. Thì mình cứ nắm cái này. Cái này vậy là mình cong cong cái xài. Mình kèm giấy được, nghe thấy cứ vậy. Ép vô rồi đó. Rồi đưa quay làm xong cái đầu về nó quay về cái hướng mình. Đó. Thao tác bơm rất là nhanh. Nó ngã thôi. Nó nghiêng thôi, anh bỏ hồi là nó ra lại đó, nó ra lại. Rồi sau đó là cắm vô. Nó hơi bị hiếu chút, hồi nãy hơi bị hiếu chút. Nhưng mà đúng đó là đó là xong. Còn khi dời nắp chóp thì mình dời nắp chóp như thế này, mình sẽ có một cái ghim đây, mình ghim sẵn, mình móc cái này ở trên cây nè. Mình móc mình rút cái này ra rồi mình móc ngang trên cây. Rồi sau đó mình bẻ cái này ra đó và mình qua đây mình đóng thì rất là nhanh, cái thao tác rất là nhanh. Và đồng thời là khi đến khi mình bơm á thì mình sẽ thấy là nếu mình cây nào nó bị hở khí trong đây á, nó bị xì mũ trong đây á thì nó sẽ chảy ra ngoài và nó không vô trong cái túi khí của mình. Và đồng thời là cái này cái lỗ nó to nè, nên khi mà đóng có phạm á thì cái lượng cái mũ trong đây nó rất là nhanh đông. Mình chỉ cần lấy tay mình kéo này thôi, cái vết thương này nó đông và nó lành rồi, nó không có chảy mũ ra nữa. Và sau đó mình mới bơm khí. Em thử thao tác về nắp chóp. Cái này giả sử là có cái gì đó cho mình quán cái thân cây nè. Đó, sau đó khi mà qua ngày hôm sau mình bơm khí á thì mình sẽ kiểm tra, nếu mà cái này nó có mũ nó chảy ra đây thì mình cầm dứt ra thôi. Và sau đó mình bơm khí và mình gắn vô trong củ. Mỗi người cái tay khác nhau á nên đôi khi nãy chỉnh theo cái anh này Thảo là bóp hết cỡ. Đấy, bóp hết cỡ luôn, hết cỡ thả là cái đó mình không hết cỡ là không được. Hết cỡ đi đó, đúng rồi. Không cần gặp lại thôi em, có nghĩa là mình vừa đủ á là mình không có cần gặp cái ống này. Là nó không ra, không có thoát, không có thoát ra. Nói vậy là xong. Nói chung là thao tác rất đơn giản. Còn ai mà dư tiền á thì họ có thể là họ trang bị thêm cái nắp chóp này đằng sau, ví dụ mà họ họ đi, đi 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 họ gắn trước cái nắp chóp này qua đây và sau đó mình bơm mình di chuyển qua nó lại tiện, nhưng mà tốt thì cái này cũng không mấy đồng á. Và đặc biệt là cái này á, cái túi nhúng này nè, khi mà quan sát á cái vùng da cây trong cái túi nhúng á nó sẽ tươi hơn là cái túi PVC, nó giữ lâu hơn tại vì cái lượng khí nó vô nó từ từ. Còn cái túi PVC lượng khí nó ép vô cây nên cái vùng da cây nó giữ cái nắp chóp không lâu bằng cái túi nhúng. Đã không có chết nó vô á.
mà cái cây mổ ra mổ nhiều là cái căn cái da nó rất bự. Đúng rồi, cái cây mổ ít mổ là cái thấy dạng khô. Dạ. À, nó khi ít mổ thì nó hay bị nấm với thì với lại một số vườn nào nhiễm nấm á, nó có một cái lưu ý này, một số vườn nào nhiễm nấm á thì mình khi mà mình lấy nắp chóp về, mình dời mình mang nắp chóp mình gom về, mình dúng trong, thứ nhất là có thể là trong dung những cái dung dịch mà khử nấm. Còn ví dụ mà đơn giản hơn á, mình lấy nước sôi á, mình tưới vô hết xong rồi mình ra mình phơi nắng. Hay sử dụng cái vali damisin đó, mình sử dụng nấm lá sọc mình thổi rồi nấm thân cây, hoặc là cái đó mình mang theo rồi đi mình nhúng vô cái mình đóng không được. Thì cũng được. Cái đó mình đóng. Còn không mà mình muốn cho kỹ hơn á là mình về mình nhúng nước sôi, sau đó mình phơi, thì sau đó là cái nắp chóp mình nó hoàn toàn tuyệt trùng, nó không nhiễm nấm nữa. Thì khi mình đóng á thì cái vùng da cây này nó sẽ rất là tươi ở trong. Còn nếu mà cái vườn nào nhiễm nấm á mà mình thấy là khi mà mình đóng á mà cái cây hấp thụ khí kém mình mở ra ở đây mà nó bị sần sần sùi sùi lên nhiều nè, là mình biết là nó bị nhiễm nấm. Thì là bị khô da đó. Thì một ít vườn bị như vậy thôi. Da nó tự nhiên là không còn hấp thụ cái gì. Dạ đúng rồi. Khi bị nấm là nó không có hấp thụ. Thì nếu mình phát hiện vậy là mình biết cái vườn mình nhiễm nấm và mình về mình tiệt trùng cái nắp chóp trước khi mình đóng, hoặc là mình xịt những cái dung dịch trị nấm ở cái này. Nhưng mà cái đó không nhiều vườn, thì chỉ có trăm vườn tầm khoảng nó cũng bị vài một cây. Vài vườn bị thôi, nên mình cũng nói luôn để cho mà bà con nào mà có cái triệu chứng đó thì nhớ khử trùng cái nắp chóp trước khi mà mình đóng lại, và mình có điều kiện thì mình xịt khử nấm trên cái cây của mình. Thì ở cái vườn này sử dụng cái túi nhúng, đại túi nhúng cái phiên bản năm 2019 thì nó có hai đầu. Thì Thảo cho anh biết là cái túi nhúng này nó có cái đặc tính gì mà em lại chọn cái này hay vì chọn cái túi PVC? Là nó khi mình bơm khí vô á là mới bắt đầu làm vô nó cũng dễ hơn, là do là cái khí mà vô cây là nó hấp thụ lên nó cho cái sản lượng mũ nó đều á. Bây giờ mình vừa mình mới làm nhưng mà khai thác đúng mũ nhát thứ năm thì cái lượng nó so trên lệch với lần đầu tiên thì khoảng mười mấy ký là cho cái số lượng cây là trên 600 cây, thì trên lệch có mười mấy đến 20 ký thì nó không có nhiều. Tại vì có bên vườn bên cạnh thấy người ta làm bằng cái túi PVC thì cái mũ mà giữa trên cái số lượng cây đó, giữa lần khai thác đầu tiên với lần mà khai thác thứ ba thì cái lượng mũ nó là khoảng trên lệch khoảng 40 mấy ký đến 50 ký trên cái sản lượng cây, trên cái số lượng cây là khoảng 650. Thì còn bên vườn mình thì số lượng cây 600 cây thì mình khai thác lần thứ năm thì nó trên là so với lần đầu thì khoảng là 20 ký, trên 15 đến 20 ký. Còn nếu mà lần thứ nhất so với lần đầu thì lần thứ nhất so với lần thứ ba thì nó có thể là lần thứ hai có khi là nó cũng bằng hoặc là nó lên hơn lần thứ nhất là khoảng là 50 ký gì đó. Lần thứ ba thì khoảng với lần thứ nhất là nó ngang với nhau. Lần thứ tư thì nó giảm xuống khoảng 5 ký, 5 đến 10 ký. Lần thứ năm mình mới vừa rồi là nó giảm xuống là khoảng là mười mấy ký đó, đến chưa tới 20 ký. Còn cái túi PVC thì mình chỉ khoan được tới lần thứ ba và cái chênh lệch nó cũng nhiều hơn. Còn này em khoan được tới lần thứ năm đó. Bên cạnh thì anh cũng chia sẻ vậy là thì cái lần thứ ba là nó khai thác thì nó chênh lệch trên số lượng cây là 650 lại, mà anh thì nó kêu là cũng xuống khoảng 40 mấy ký. Thì nhưng mà sau lần thứ ba là anh phải vô khí lại. Còn lại mình lần có thể là mình khai thác ráng đến hồi thứ năm rồi, nếu cây có điều kiện, nếu mà thấy cái sản lượng mũ lần thứ năm mình chấp nhận được thì mình có thể mình khai thác thêm lần thứ sáu rồi bắt đầu mình vô lại. Ở hiện trong vườn bây giờ là chưa khai thác mũ thứ sáu, đang đẻ để vào theo dõi. Bữa nay là bóc mũ xong rồi bắt đầu mới kiểm tra, là mình mới quyết định là việc mà vô khí hay không vô khí. Còn cái vấn đề túi nhúng, em thấy là túi PVC nó hay có tình trạng là đóng nắp chóp nó bị xì mũ vô đây và họ bị mất cái túi, thì em sử dụng túi nhúng em hay cảm thấy sao? Bây giờ cái túi nhúng nó cũng dễ nhà, ví dụ cái mũ mình đang cái trong cái tình trạng là sử dụng áp khí cho nên là hắn dễ phạm. Vấn đề là cái mũ vô đây là nó sẽ chậm đông, nên là khi ngày mai mình mà mình khai thác trên mình bơm khí hoặc là mình đi khai thác mũ, mình thấy trong đây mình bắt đầu mình tháo hai cái nút này ra luôn, bỏ nước vô mình xúc đúng không? Bắt đầu mình bóp trước đi, bóp trước cho nó ra mũ loãng ra trước, rồi sau đó bắt đầu mình vô nước là mình bóp cho nó xịt luôn. Thì cái mũ còn sót lại trong đây là những cái mũ nào cái ván mũ mà nó đông rồi mình để đó, mình phải kéo thẳng cho nó ra như này luôn. Rồi mình kéo thẳng ra đây, rồi bắt đầu mình để như thế này để cho cái đầu hai cái đầu này nó thông nè, bắt đầu còn mũ nào nó đông là nó đóng ở dưới đây. Thì để như vậy là cái túi này khi nào mà nó khô cái mũ trong đây bắt đầu mình là sử dụng tiếp được. Còn không, sao mình phải đảm bảo được hai cái khi mà nó có nhiều cái đống đây mình lấy dây kẽm mình móc ra mình kéo ra ngoài cũng hết. À, đúng rồi
Với lại cái lỗ này nó cũng dễ hơn cái thao tác. Còn cái lối PVC đó là mình thấy như là cái anh bên cạnh làm cũng, mỗi lần mà nó bị vô mũ như vậy là anh vệ sinh xong thì có trường hợp là nó bị rách luôn, nó giáp mí của nó là nó bị xì á, là mỗi lần là 600 mấy cây của ảnh, là mỗi lần ảnh dời nóc chóp thì nó bị khoảng bị mười mấy túi là không thể nào sử dụng lại được. Với lại cái đường mũ, cái đường ống từ đây vô trong cái chỗ cái túi PVC là họ giáp á, họ giáp lại, như là khi nào mà nước mũ mà nó vô trong ống này coi như là mình bỏ luôn cái ống này, không sử dụng được cái ống này. Còn cái này mình thay được đúng không? Còn cái này là mình có thể mình rút ống này ra nè, mình có thể mình cắt ống khác mình thay vô luôn. Chủ yếu là mình giữ được cái phần túi nhúng này nó không bị gì là được. Đúng rồi. Còn cái dây này là mình có thể mình thay. Dây thì rẻ tiền rồi. Dây thì ký có mấy chục ngàn thì mình làm một vườn ký là làm khoảng được 500-600 cây thôi. Và nếu cái so sánh giữa cái loại túi nhúng nắp tráp truyền thống nó thẳng và cái loại túi cái bộ sản phẩm mới em cảm thấy như thế nào? Cái này là bên anh Hoàng Anh mới đem lên đây mới vô giới thiệu ở đây, thì cái loại này anh chưa đăng ký bản quyền, cái này chưa cho sản xuất đầy trà, cho nên là anh đưa lên anh cho kiểm tra thử thì đây thấy nó rất là tiện. Mỗi lần mình vô khí nó cũng dễ, nó lấy tay ấn nhẹ là nó ra. Còn cái loại này á, mỗi lần mình vô ấy là mình phải bóp hai tay, sau đó rồi còn phải cái thao tác thêm gỡ nút này. Còn cái này là khi mà mình đóng ra mình chỉ cần đóng cái này vô, mỗi lần đóng thì cũng nhanh. Là thứ hai là mình gắn, mình bơm khí vô đây, bơm khí rồi và mình gắn cũng nhanh hơn là so với đấy. Từ cái thao tác rồi là xả khí cũng dễ nữa, rồi bơm vô nó cũng nhanh hơn nữa, và mình gắn vô đây thì nó cũng dễ và đơn giản hơn cái loại cũ này. À, cái đóng cái này em thấy dễ không? Cái loại mới nè, loại mới này bây giờ anh đây là cái lầm của nó là làm khoảng 2 ly nè, 2 ly thì 2 ly 8 2 ly 8 hả? 2 ly 8 mà đóng vô nãy đây nè. Hồi nãy vừa rồi có đóng thử đây, hồi nãy mà thấy là con thấy này vô khí nó kín, mà bây giờ cái dấu này đâu có, nó không có dựng là nó bị mũ xì ra. Nên là bà con cũng yên tâm ở chỗ này. Đóng cái dấu mình vừa đóng anh quay về gần vô này. Mà có xì ra thì nó cũng không có bị vô trong túi khí, tại lúc đó mình đã tháo cái này ra rồi, đúng không? Mình đã tháo cái này ra khi mình giờ. Cái này bây giờ nếu mà ra cái lỗ nó rất là to nè. Thấy rõ nè. Đó là mũ mà nó ra đây trào đây, ngày mai khi mình bơm khí vô là mình lấy mình vệ sinh mình rút cái mũ này ra luôn là ok. Còn nếu mà mình dời á, mà mình gắn cái túi khí trong đây thì cái lỗ này rất là nhỏ, cái lỗ mà nắp chấp cũ á, rất là nhỏ, nên nó cái mũ trong đây nó không có đông được. Đến khi mà mình tiếp khí vô thì vết thương trong đây nó đành, nó vẫn tiếp tục nó chảy mũ ra. Còn cái này cái lỗ to nên khi mà mình đóng có dù có phạm đi chăng nữa thì cái mũ nó cũng nhanh chóng nó đông trong đó, và lúc mà lần sau mình chỉ cần rút cái mũ trong đó ra và mình cắm lại mình bơm luôn, đỡ mất công mình phải lấy cái nắp chóp ra mình vệ sinh là mình dời. Này là nó tiện cái này nè, là có nắp chóp kia là bảo đảm là đắng lần đầu tiên là không bao giờ chảy mũ ra, nhưng mà cái lần mà bơm khí vô lại á, lần thứ hai đắng á có khí rồi thì nhất định là nó phải chảy ra. Cho nên cái nắp chóp này rất tiện trong vấn đề mà bơm lần thứ hai là không có xử lý là sợ là xúc bình sửa bình vậy, tốt nhất là cái vấn đề đó. Và cái này được cái là khi mà chẳng hạn như mình bơm khí á, cái lỗ trong á, mình muốn cho cái vùng da cây nó tươi á, mình chỉ cần tháo cái này ra. Chẳng hạn hôm trước mình trút mũ, mình vừa trút mình vừa tháo ra thì cái phần da cây trong đây nè, nó sẽ có cái độ thông thoáng và sẽ làm cái da này nó trao đổi khí với cái môi trường bên ngoài, nó làm cho nó tươi hơn, nó giúp cho cái khoảng thời gian mà mình về nắp chóp nó ít hơn. Cái này bà con lưu ý thì mình sử dụng cái lối nhúng này nó có ưu điểm nó hơn cái PVC là cái thời gian của mình mà mình sử dụng cho nhiều lần khoan. Với thứ hai nữa là cái những người mà mới bắt đầu làm á là cũng đỡ hại cây hơn, là do cái cây nó hút khí cho từ cái túi này là nó đều hơn, nó không bị sốc khí giống như túi PVC. Túi PVC mà mấy lần đầu mà nếu mà họ vô mà họ không để ý thì nó mỗi cây nó hấp thu khí hết luôn á, cho nên là nó giảm tình trạng. Cái thứ hai nữa là đỡ cái công mình mang cái bình đi bơm nhiều lần, tại vì cái bơm như túi PVC là mình bơm khoảng 3 lần là mình phải bơm lại, còn cái này có khi là khi cây nó đầy phí là có thể là mình bơm 6 lần, mình khai thác 5 đến 6 lần, nên là nó bơm giảm lại cái thời gian của mình đi mang bình trên đó, nên là cũng có nhiều thời gian để mình làm. Bây giờ công có khó kèo không đục phá trên cây chắc ác ấy. Tính là năm nay là không bơm phải là làm bỏ luôn á.
nhưng mà thấy bơm khí nó đạt yêu cầu á. Cái vườn này là của chú này nè, năm ngoái là 400 cây thì khai thác mỗi là sản lượng là khoảng là 50 mấy ký đến 65 ký. Thì cái chi phí tiền công của chú trả cho người ta vừa đánh vừa khai thác mũ đến thu hoạch mũ luôn là khoảng 200 ngàn. Thì cái tiền thu lại là khoảng là còn khoảng 300 mấy thôi. Mà năm nay là chú áp dụng cái phương pháp này là tự làm luôn. Rồi già tuổi năm nay 60 tuổi rồi mà tự làm nên là cái lượng mũ thu được là mỗi lần là khoảng trung bình khoảng là 90 ký. Thì mũ thì cũng rất là cứng. Cái hai là cái cũng đỡ hơn chút nữa là mình không phải là chi phí thêm cái tiền công để thuê nhân công tự làm. Nên là cái thời gian đánh đổi cũng là nó phù hợp. Bây giờ chiều chú khoảng là 3 giờ mấy đến 4 giờ là chú lên chú khoan một thế là tối sáng ngủ dậy sáng uống cà phê xong xuôi là lên thu hoạch mũ là xong một ngày. Có nghĩa là chú làm cái này chú có khi mà chú trước khi làm chú có e ngại không? Chú có nghe cái tin đồn bên ngoài làm cái này? Hồi trước cái năm mà cây người ta làm này là cũng có cái dự tính làm khí. Dạ. À, cũng có đi tham quan với tìm hiểu. Nhưng mà có cái là ở đây nó chưa có cái dạ. Ai chu cấp khí á. Này cũng có học thỏ quá. Dạ. Cháu nó hợp đồng được á, nó làm á thì ok làm liền thôi. Dạ. À, cho nên là thấy nó cũng đạt hiệu quả. Thì khu vực Bình Thuận có những khu vực cháu làm từ năm 2018 là gần như những cái khu vực đó là 90% là người dân xung quanh là sử dụng áp khí hết từ năm 2018 đến giờ luôn. Thì nên cái vấn đề về vật tư và khí là bên cháu là nó cung cấp là nó chất lượng và đảm bảo cái thu hoạch lâu dài cho người dân. Thì như là khu vực Bình Thuận thì có khu vực Măng Tó mình có thể lên đó mình xem. Thì có khu vực đó là có những cái khu vực mà đến 90% là người ta dùng đó. Là ta dùng toàn bộ luôn. Thì từ năm 2018 mình tham khảo rồi mình coi cái cách che mưa rồi coi để mình an tâm hơn trong việc mà mình sử dụng cái này. Tại vì năm 2019 có rất là nhiều đơn vị họ ra. Mà thứ nhất là nó gặp ba cái vấn đề giống như cháu nói á, về phương pháp, về thiết bị và về khí. Nó dẫn tới cho người ta tháo bỏ sau tầm khoảng 2 đến 3 tháng. Nên dẫn tới là trên thị trường người ta rất là e ngại cái phương pháp này. Tôi thấy nếu mà là nó thật ra làm cái ốc khí này quá đỡ bảo sức khỏe nữa mà vừa là thu hoạch cao. Dạ. Đỡ tốn công, đỡ tốn chi công. Phí tiền tuần đúng rồi. Tối còn ủm vợ ngủ thì mới sướng. Chứ còn không thì 2-3 giờ sáng phải mò dậy đi cột. Dạ. Cực mà mình tuổi già năm nay 63 tuổi rồi chứ. Nhưng mà ở đây cái công nhân họ được đào tạo mà để cạo thủ công á là họ cạo truyền thống á là cái kỹ năng họ cạo cũng đang còn kém tại vì họ cạo theo kiểu người này hướng dẫn người kia cho nên là một năm người ta cạo như này là anh đi quay em bên ngoài hôm nay 40. Đây là năm ngoái là chú kêu công cạo mà cái anh hồi xưa đã từng làm nhân trường mà nếu như cái đo so với cái mặt cạo như vậy nếu như mình sử dụng áp khí mình có thể sử dụng đến 4 năm. Mà cái thứ hai là cái lượng tiền mình thu được trong 4 năm nó rất là cao hơn. Chứ bây giờ cái này nếu mà áp khí 1 năm mình sử dụng cái tổng cái lượng diện tích da đó là chắc cũng khoảng là cũng chưa tới 1/4 của cái mặt cạo này. Mà tại vì khi khai thác đây là mình khai thác vòng thân cây thì chắc cũng khoảng là chưa giáp vòng là đã hết 1 năm rồi. Năm thứ 3 mình có thể giờ số năm thứ nhất mình làm được. Mà trong khi đó năm là cái vùng da khai thác của mình là có thể là vài năm sau mình có thể là mình di chuyển lại. Ví dụ giống y cây này thì nếu như mình cạo truyền thống thì cạo khoảng 2-3 năm nữa là hết phần cây. Nếu mà như mình cứ sử dụng áp khí này thì có thể là cũng nhiều á. Có nghĩa ở trên đây mà sử dụng xong á là cái da tái sinh dưới đây nó lành rồi và mình có thể áp dụng tiếp da tái sinh. Còn nếu cạo truyền thống thì nếu mà những cái này thì tất nhiên là nó bị chặn mạch hết và sau đó cây nó sẽ suy cái bộ ở dưới và đồng thời là cái mũ nó không có xuống dưới nó nuôi cái bộ rễ được. Nó dẫn tới bộ rễ nó sẽ bị suy. Đó, nên cái cây nó sẽ rất là còi. Đó, nếu mà mình cạo theo cái kiểu này thì nó mà hai mặt nó đều phạm hết là nó rất nguy hiểm. Nói chung là làm con sâu mà cạo mà trên đầu núi thì nên sử dụng khí là tốt nhất. Dạ. Phải làm ban ngày, không làm ban đêm. Ban đêm mà ở nhà ban ngày thôi như nó an toàn nữa, tại cầm cái dao mà đi ban đêm mà gặp mấy cái này mà dướng chân dướng tay té rồi trúng cái lưỡi dao rất nguy hiểm. Còn mình làm ban ngày á thì nó khỏe. Nói chung cái khu vực này là người ta cạo người ta sợ đây cái lúc nào. Người ta sợ là mai mốt là khi mình sử dụng này là mình bán cây được á. À cái đó không có, cái đó là có nghĩa là cái như thế này, cái khí có hai loại khí, một là acetylene, là một cái là ethylene chính là cái hút bôi miệng cạo, còn cái acetylene là không phải. Nhưng mà hai cái đó cùng tính chất như nhau. Cái hay acetylene là cái đất đèn, anh có thể vú trái cây được. Ethylene cũng có thể vú trái cây được, nhưng mà acetylene là khí độc. Nên khi mà anh xuất khẩu trái cây hoặc anh vú trái cây là bây giờ người ta cấm xài đó. Đó. Còn cái đá, cái đất đèn là cái đá hoặc là mấy cái cục đá đèn mà CaC2 á
cái bên cạch vua là anh nhúng vào nước là nó đặt cái đá đó, là để mình vú cái cây mà vú theo kiểu đó thì nó độc. Còn nếu mà cái khí đúng á là cái khí acetylen thì nó không có hại cây. Còn cái khí acetylen thì cũng một số cái chủ vườn họ xài khi họ thanh lý cây là khi mà còn 3 đến 6 tháng họ họ bán cây thì họ dùng thì nó chảy liên tục luôn, thì đỡ công người ta cạo, người ta cạo một lần nó chảy mấy ngày, nó chảy cả tuần nữa đó. Thì đó là cái hai cái loại khí khác nhau. Nếu mà anh dùng đất đèn á, thì nó sẽ dẫn tới là anh phải thanh lý trong vòng 3 đến 6 tháng chứ hồi cây nó chết đó. Nên những có những cái mà người ta hay có lầm lẫn. Còn nếu mà sử dụng cái ethylene này thì cũng có hai loại ethylene, ethylene công nghiệp và ethylene mà tinh khiết. Thì ethylene công nghiệp nó chỉ 95% trở xuống thôi, và 5% còn lại nếu là khí độc thì nó có hại cho cây. Nên mà mình sử dụng cho cây bắt buộc phải sử dụng khí tinh khiết đó. Nên vấn đề là mình phải chọn cái đơn vị cung cấp mà có kinh nghiệm và khí nó chất lượng. Tại nhiều cái đơn vị họ ra bán vật tư, họ chọn cái nào rẻ họ bán, mình sẽ gặp những vấn đề họ không có hiểu về cái phương pháp này, và họ sẽ gặp vấn đề là nó nếu mà trúng cái 5% khí độc thì cái anh áp vô cây rụng lá hết. Thì cái đó trên mạng cũng có một vài trường hợp họ đăng, nên có nhiều cái điều tiếng về phương pháp này rất là nhiều, tại do những cái đơn vị khác họ không có nắm vững và họ cung cấp mấy cái tào lao nó ảnh hưởng. Bởi có nhiều người người ta nghe thông tin là khi mình áp khí này vô là sau này nó bị hư cây thối từ trong cuối ra. Nhiều người ta sợ, người ta không cho làm. Thì ở khu vực Bình Thuận là có những vườn 5/3, anh có thể lên cái khu vực em nói là anh cứ vô đó anh xem những vườn 5/3 như thế nào, có cây nào bị có vấn đề không. Là để mình yeah. biết cái thông tin này để người ta yên tâm người ta làm. Yeah. Chứ người ta sợ là mới, khi người ta làm thời gian người ta phải thấp thôi. Yeah. Vậy đó. Nói chung vườn 5/3 cây càng ngày càng to hơn, gỗ cái bán được giá hơn. Không có cây nào bị vấn đề cả. Đó cái chỗ đó, cái thông tin đó để người ta yên tiếng yên tâm ta làm chứ không có sợ. Sợ là mẫu mới cho cây không. Thì cái mẫu không chịu đâu mẫu. Khoan thì ra tiếng mũ ra chảy bình thường mà nó sao nó vẫn bị đâu, đâu phải đi. Rồi. Thấy không đỡ hử. Trăm vô nó chảy ra chứ phải nó trăm nhóc. Lưu ý là cái che mưa này khi là mình sử dụng cuối mùa mưa đó, mình sử dụng cuối mùa mưa này thì mình làm cố định thì nó còn vài 2-3 tháng thôi, còn ít thời gian ngắn thôi. Còn khi mà mình sử dụng này đầu mùa mưa thì mình phải che bằng cái kiểu khác để nó linh động, nó luân chuyển trong cây hơn, thì nó đảm bảo được cái sự hồi phục của cái vùng da của mình áp khí, và nó đảm bảo cái lượng mủ tốt cho mình đó. Nên còn cái này thì được cái nó rẻ tiền, nên khi cuối mùa mưa thì mình làm cái này thì nó tương đối nó rẻ tiền đó. Mình làm mình che mưa cũng rất là chắc chắn đây đó, thì mình làm này thì nó tiền cho mình đó. Nghĩa là dùng cái này thì được cái là nó sẽ đỡ mất cái chi phí này nó cũng rẻ nè, và mình xài chỉ còn 2-3 tháng thôi thì nó đỡ cái công mình rất là nhiều, và cái che mưa cũng khá là tốt đó. Nên bà con cân nhắc tới cái phương pháp che mưa nào đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Con cầm cái đang giao mình. Đúng không đầy chứ hả? Cái này mà đất sầu riêng cũng đầy. Dạ. Cái này là uất đất sầu riêng đây. Cái này vẫn được, nếu mà mình nhắm một cái lượng trong một tháng mình thu nhập cái tiền đó thì đảm bảo được thì mình chọn loại cây thôi. Đổ cái dây cho nó. Kệ em nó có vấn đề không? Thì con dính cũng vô con chán đâu có đâu. Thảo là được mệnh danh là tay nghề giỏi nhất khu vực hả chú? Cũng không phải là số vậy một luôn đó. Bây giờ mà làm là đẹp nhất có thể vô thấy cái giường của Su đó biết rồi. Cạo bóng láng luôn. Khu vực nè. Nhưng mà bây giờ là cũng đi cạo bằng thấp thủ công á, là cũng thích cầm dao cạo, nhưng mà bây giờ sử dụng mình chuyển bớt đi để cho mà đi cho nó nhẹ nhàng, nhớ mình là làm đi cạo đêm hoài á, khu vực này mưa nhiều quá nên là đi làm cũng rất là vất vả. Còn trước đó em cạo truyền thống thì cái tay nghề của em như thế nào, chẳng hạn như thì cái năng suất mình cũng được đào tạo kỹ thuật bình thường, thì so với kỹ thuật bên của nông trường ở bên mấy nông trường ở Đồng Nai hay là ở Bình Phước, người ta về ta có thể họ có chăm sóc kỹ thuật cho mấy lần thì họ thấy thì họ cũng đánh giá là một loại khá thì tốt, thì cũng tốt, tại vì nói chung là trên cái vỏ cây thì mà nó trên cái vỏ cây nguyên sinh nó thì mình có phải cũng có chỗ nó bị hồi xưa là khi mà nó cây nó phát triển cái chỗ nó có cái mắt á, thì mình cạo cái chỗ đó thì nó cũng phải nhất thiết phải có chỗ phạm thôi, nhưng mà là theo đánh giá gọi là tốt thì không tốt được, mà khá thì tự mình tự tin rồi xếp hàng vô hàng khá. Hồi lắm em một đêm em cạo được bao nhiêu cây? Rồi thường là một đêm hồi xưa đi cạo khoảng 1,5 cây là vừa sức, chứ còn nếu mà cạo quá 1,5 cây thì nghe cũng mệt, tại vì 1,5 cây mà
thu hoạch gì là khoảng được 14 15 can mũ mà tính ra khoảng trên 400 kg mũ mà chút ngày mai mà chút một mình cũng nên là chỉ có cạo ở đó thôi. Anh nghe nói là cái vườn của em khu vực này là cái lượng mũ mà cao nhất thì cái cách em cạo như thế nào? Là cái sản lượng sao? Vườn á là họ cũng mình trồng khai thác là đến năm thứ 7 thứ 8 nên là mũ khi mà mình cạo là mình sử dụng thuốc kích thích nó theo quy trình của bên Hiệp hội Cao su Việt Nam á. Chứ không có sử dụng theo cái kiểu mà cạo ở đây là họ ít họ sử dụng lắm. Nên là và cái tỷ lệ của nó là mình cũng đem về mình pha vào cái nước mà đã khử trùng á, không có sử dụng nguyên chất theo của cái bên cửa hàng họ bán, cho nên là cái sản lượng mũ nó đạt nó không có ở nó cũng tăng lên khoảng là từ 25 cho đến 50%. Vào cái khu vực cuối mùa thì mình có thể cây nó đạt cũng khoảng là tăng lên được 50%. So với cái miệng cạo úp á, còn cạo ngửa thì chỉ có sử dụng ở đầu mưa đến tháng 9 tháng 10 thôi, chứ còn bắt đầu qua những cái cây nào mà lớn thì qua tháng 10 là mình bắt đầu chuyển qua cạo úp, không cạo ngửa nữa. Thì khi đó là cạo úp á, thì nó sẽ đạt được sản lượng mũ tốt hơn là cạo ngửa. Thì chẳng hạn như cái vườn của em nó đạt sản lượng là bao nhiêu khi mà em thì sử dụng cái cách cạo vậy? Trung bình 600 cây thì ở đây nắm cách đây 4 năm mình đã thu hoạch mũ đông rồi, không có mũ đông mũ chén, không có sử dụng mũ nước nữa. Thì nếu mà trước đó là sử dụng thuốc kích thích luôn là độ lúc nào nó cũng phải là trên 33 độ. Do cái khu vực này nó cũng ẩm hơn so với Đồng Nai nên cái độ nó cũng thấp hơn dưới đó một chút là vậy. Nhưng mà mình thấy cái ở cái lượng độ như vậy là so với khu vực trên đây là nó ổn định. Và 600 cây thì trung bình 600 cây thì cũng đạt là cái mũ đông là trên 1,5 tạ. Là cái đó là mức trung bình á. Là em cạo tay thì đúng rồi, cạo tay rồi cạo 1/2 thân cây, cạo 1/2 hết á. Vậy là cái sản lượng đó là quá cao so đúng với rồi, nếu mà so với những cái vườn khác thì cái sản lượng đó là họ không đạt bằng rồi. Thì với lại cái chế độ phân bón của mình đó là mình cũng nói chung là bỏ vừa thôi, chứ không phải là bỏ vừa, nhưng mà mình chia là ví dụ giống như một lần mình thay vì mình người ta hay sử dụng hồi bỏ một năm là 2 lần, hoặc là bỏ một lần mà mưa mình chia là khoảng 1 tháng 1,5 tháng thì lượng phân đó cũng là một lượng phân đó, nhưng mà mình chia ra được khoảng 1 tháng đến 1,5 tháng mình bỏ một lần, nghĩa là cái cây lúc nào nó cũng được chăm sóc phân. Còn nó sẽ tốt hơn cái mình bỏ dồn dập cho một lần hoặc là 2 lần. Còn nếu mà em chuyển qua cái phương pháp áp khí này, em vừa chuyển qua phương pháp áp khí á, thì em thấy là cái sản lượng sau so sánh với em bôi mình cạo giờ đang trong vườn mới áp khoảng là 1,5 tháng thì mũ của nó cũng chưa gọi là mình chưa đạt với bằng cái hồi xưa mình cạo, thì nó đang ở mức là khoảng là 80%. Lý do á là tại vì hồi xưa mình cạo á là cứ khoảng một năm thì sử dụng thuốc kích thích cho khoảng 4 đến 5 lần. Thì cái thuốc kích thích đó thực chất nó cũng là cái khí ethylene này mình họ phức hợp ở trong cái dung dịch ethylene thôi, cho nên là mình cạo một nửa thân cây như vậy mà mình sử dụng thuốc kích thích thì nó cũng giống như mình đang áp khí, thì mà với lại cái đường cạo nhiều như vậy có thể là nó cái mũ mình đang khoan là cây của năm nay nó cũng chưa hồi phục sức khỏe nè. Trong đó có một năm vườn trong một đám là mình năm ngoái là chuẩn bị là định thanh lý, nhưng mà năm nay mình là khi mà cạo đến cuối mùa vậy là độ nó cũng chưa tới 30 độ, là đang là cạo đó rít vừa đục vừa kéo luôn á, thì năm nay là không bán bao bì được do corona, nên là bắt đầu mình chuyển qua mình để áp khí lại, thì bây giờ cây nó dần dần hồi phục và cái sản lượng mũ của nó là bây giờ nó đang đạt khoảng 90% so với của cái về cái số lượng ký á, nhưng mà về cái chất lượng mũ thì nó đạt hơn, là do cái mũ bây giờ thấy nó cứng hơn nhiều. Về tầm bây giờ độ của nó là trên 33 độ là chắc chắn rồi. Là cái cách mà em chia sẻ cái cách của em mà em nhìn cái mũ em biết cái do mình lấy mũ chén á, thì cái cách nào mà em biết cái độ mũ khi mà em lấy mũ chén? Mình nhúng cái ngón tay mình vô trong mũ ấy, khi mình đưa lên thì mình có thể mình rờ dài, nếu như mà mũ mà nó đông nó vón cục được trên tay mình luôn là cái độ nó đạt cao, thì mình có thể là mình trao là nó là tầm khoảng mình nói chừng là khoảng là trên 30 mấy độ. Còn nếu mà khi mà mình áp khí ở đây khu vực đây mình áp khí như vậy là thường thường nếu như người ta cạo truyền thống á, những người nào không sử dụng thuốc kích thích thì mũ của họ sẽ đạt là khoảng trên 35 độ, nhưng những người nào họ sử dụng thuốc kích thích thì độ khoảng là từ 32 cho đến 33 độ 35 độ là đổ lại, thì cái đó cái lượng mũ như vậy nó so với cái cây thì nó đảm bảo sức khỏe cây, cái thứ hai là nó có cái là được mũ ổn định.
Chứ còn cho nên là bây giờ cái con mày sử dụng này, nếu mà mình sử dụng mổ đông á thì mình khai thác mổ đông á thì mình nên kiểm tra bằng cái phương pháp mình nhúng tay trong mũ á, tại vì nhúng tay vô mũ nếu mà mình đưa ngón tay lên mà mũ mà nó bám đều quanh ngón tay đều lần mũ nó đặt. Rồi mình đang theo cái cảm tính của mình như vậy thôi, tại vì hồi xưa mình đi cạo muỗng nước á thì thường thường tới chén nó mình hay nhúng cái tay ngón tay vô coi thử, là bữa nay là mình biết là cái độ mũ mình là nó ăn chừng khoảng nhiêu, bữa nay là đạt sản lượng đó thì cái mũ nó có bữa nay có đạt độ không á, là mình hay làm vậy. Nên là bây giờ mình có cái thói quen đó, khi mình đánh đông mình cũng vậy, mình nhúng tay vô trong mũ rồi bắt đầu mình mới kiểm tra thì á thì nó cũng được cái lợi, hay là mình bữa nay mình mũ mình ít thì mình nhúng tay vô mình coi, nếu mà mũ đặc nghĩa là cây nó bị thiếu khí hay là bị vấn đề đó, hoặc là mình nhúng rồi mình thấy mũ loãng mà mũ nhiều, hoặc là mũ loãng mũ ít thì mình có khi đó mình kiểm tra được, mình nhìn như vậy là cảm quan mình có thể mình đoán được cái sức khỏe của cây thế nào. Và bà con làm như quen như vậy thì có nhiều lần thì bà con sẽ tự mình sẽ biết được, tự mình đánh giá trên cái vườn mình luôn, không có cần phải mình đem mất công phải hút mũ đem ra đo độ hay đo thử, khỏi phải sắm cân. Nếu mà bà con nếu mà nhìn vậy làm nhiều lần mà sẽ quen. Ví dụ giống như cái vườn này là bây giờ chú không có đang cái bơm này còn có 22 độ à. Cái cục mũ mà nó cứng như vậy đó, bây giờ cái mũ như vậy mình khoảng tầm nếu như mà đem ra đo độ nó là khoảng tầm 32 độ nè, 31 đến 32 độ. Rồi cái giống này giống VM lá nhỏ, cho nên là cái thường thường nếu mà VM lá nhỏ có cạo truyền thống á thì nó thường thường cái mũ cái độ nó cũng không có đạt bằng cái giống như giống rưu 4 hoặc là giống rưu 4 thôi, rưu 4 VK15 thì nó sẽ độ cao. Còn nếu mà VM, nếu mà đã VM mà giống từ ở cái khu vực đất này là khoảng trên 30 độ, từ 31 đến 30 độ là cái cây đã rất đạt độ rồi. Thì đó là cái cách thức mà để mà biết độ của cái phương pháp mà lấy mũ đánh đông trên chén. Nên dạ cũng được chứ, đúng. Cái chân này đây là nhất thứ năm đây. Cái thứ năm chứ. Nhất thứ năm đó. Cái cục mũ này là khoảng 2 lần mũ rồi nè, khoảng 2 lần. 2 lần mũ. Cái cây này mà là 2 lần mũ như vậy bà là qua lại. Mà nhắc thứ năm đó chứ nha, nhắc mình. Nó ù cho mấy nó tròn đầy đó, trời cái đất đó. Nhớ tàu nhớ thứ hai thứ ba làm tròn cái đất luôn. Có lượm vỡ bỏ lại cho nó chảy vô. Cây này lớn mà cây này có lực. Đây là mấy cây này là nó cái con nhúng là cái cây nó sẽ hấp thu khí vô cây nó bị cái lực của cái này nó cái túi dưới này nó hướng giảm lại, nhưng mà mỗi cây nó những cái loại cây VM này nó hút khí rất là mạnh, cho nên là cái sự chạy cũng dây nhiều. Nhưng mấy cái vườn nào mà mình thấy cây rồi mà nó áp khí, nó kiểu là cái quá trình nó hút khí qua bên vỏ cây mà nó chậm thì bà con chuyển dây ngắn vô thôi. Có nghĩa là có thể thu cái dây ngắn này lại là được rồi. Có nghĩa những cái giống mà chảy mũ dai giống như VM515 á thì mình hạn chế cái lượng khí vô trong cây bằng cách là mình sử dụng cái dây dài ở trên. Còn nếu mà những giống BB260 hay gì thì mình ngược lại mình đưa cái dây ngắn lên trên để cho nó cái lượng khí nó vô nó ở mức độ vừa phải. Đây mới khí hết nước mũ mới lần cổ á. Cái này giờ vô là chán chịu nổi không? Thì cái giống VM515 mà sử dụng túi PVC rất khó kiềm chế cái phần độ mũ và cái sản lượng mũ, tại vì cái khí nó vô trong cây rất là mạnh. Còn nếu sử dụng cái túi này, riêng cái giống này thì nó rất là phù hợp. Và này là lần lấy mũ thứ năm. Sau khi bơm khí nó vẫn đạt. Đó. Nó đều mũ. Còn nếu mà sử dụng túi PVC thì nó sẽ đẩy khí vô rất là nhiều và cây rất là dễ bị tụt độ ở cái mũi khoan đầu tiên. Nó dẫn tới cái cây nó mất sức. Giống như là mình chạy mình lấy mũ mà một lần lấy mũ đầu tiên là giống như mình chạy marathon á, mình chạy tới 100m. Mình chạy xong mà mình mệt quá. Mình qua đằng sau mình chỉ có đi bộ thôi. Còn nếu mà sử dụng cái này thì lần đầu nó vô trong cây nó vừa thì nó giống như là mình chạy đường trường á, 100m mình chạy đường trường qua 100m thứ hai lần khoảng thứ hai nó cũng tốt hơn.